bảng xếp hạng FIFA Pháp, 7 Upway, 14 tỷ lệ châu Á FT, 0-12 tài xỉu FT. Hai thông tin bên lề những trận đối đầu giữa hai đội thường rất khan hiếm bàn thắng, khi 5 trận gần nhất chỉ có 1 bàn thắng được ghi. Hàng thủ Uruguay giữ sạch lưới 3 trận vòng bảng, chỉ để thua 1 bàn ở trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. 4 trận gần đây các cầu thủ Uruguay chỉ được hưởng 14 quả phạt góc. Uruguay nhập cuộc rất nhanh, khi ghi 4 bàn trên 7 bàn từ đầu giải ngay trong hiệp 1. 3 trận gần nhất tại World Cup, Pháp đều giành quyền giao bóng. Trận gặp Argentina, Pháp không có quả phạt góc nào. 3 trận vòng bảng có 12 quả. Phong độ gần đây cộng 5 trận đối đầu gần nhất cộng 5 trận gần đây của Pháp cộng 5 trận gần đây của Uruguay. Thông tin lực lượng Pháp không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Uruguay, khả năng ra sân của Cavani còn bỏ ngỏ. Đội hình dự kiến DT Pháp, Lâu Dí, Tavert, Van, Umtiti, El Hernane, Kante, Pogba, Mbappé, Zimmer, Matuidi, Zizao. Uruguay, MLA, Caceres, Godin, Jimenez, Vecino, Lexan, Nane, Tờ Giai Gia, Bên Anh UA, Suarez, Cavani. Dự đoán 2.